Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở một số đơn vị thuộc huyện Châu Phú trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10 tháng 1. Đồng thời yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú khảo sát, lựa chọn các đơn vị đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất, kiểm soát an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định để tổ chức thí điểm. Việc thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn huyện Châu Phú trở lại trường học trực tiếp được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 1, sau đó sẽ được đánh giá và tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường học trực tiếp. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, khi học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú đã chỉ đạo các trường ra soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến giáo viên, phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.